Kính thưa quý vị và các bạn, ngày đầu tuần tôi chúc quý vị và các bạn một cái ngày bình an, một tuần bình an và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thì điện thoại của tôi không hẳn là ngày thường mà cả ngày Chủ nhật cũng vẫn được mở. Tuy nhiên thì một số anh chị em trong chương trình Điện Tăng Phải Biết Luật Ta đã gọi tới, thì tôi cũng có bỏ nhỏ khéo rằng là như thế này. Thôi thì đã gọi rồi thì luật sư sẽ tư vấn. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp được thì quý vị và các bạn hãy gọi cho tôi trong cái giờ hành chính. Trong giờ hành chính có nghĩa là các bạn sẽ gọi cho tôi vào ngày thứ hai tới ngày thứ sáu thôi, còn thứ bảy và ngày Chủ nhật cũng muốn dành cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thì mang cái tính chất cá nhân cho nên nó không có đủ cái sức khỏe để mà đảm bảo hết tất cả những câu trả lời của quý vị và các bạn. Tuy nhiên trong một chừng mực nào đó thì cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng và cái nguồn động viên từ những cái lời khen, từ những lời luật sư ơi, luật sư tư vấn hoặc là cần thiết cho mọi người, thì đó cũng là một trong những cái động lực để cho tôi phát triển, để cho tôi nếu trong trường hợp những cái câu hỏi nào của khách hàng cảm thấy rằng cái nội dung này nó bổ ích, cần thiết phải đem lên trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì tôi mạnh dạn đưa vào cái nội dung. Cũng xin thông cảm cho tôi rằng là đó là cái sự ngẫu hứng, tất nhiên nó không có bài bản, nó không có được đạo diễn giống như những cái chương trình showbiz, những cái chương trình game show trên TV, cho nên thôi thì mình cũng bằng lòng những cái hạn chế trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, quý vị và các bạn nhé. Nếu ai đó coi mà thấy chương trình có những cái gì đó còn hạn chế thì hãy xin hãy comment với tôi hoặc chủ động gọi điện thoại qua tôi qua số điện thoại là 0903 392 861. Tôi sẵn sàng lắng nghe, cầu thị để những cái lần sau, những cái video lần sau sẽ phát triển hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, để mở đầu cái ngày đầu tuần nhiều năng lượng thì tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn một video có tên là trong trường hợp này có nhất thiết phải thay đổi thẩm phán. Câu chuyện về thay đổi thẩm phán, về những cái lý do mà không như thế nào đó thì tôi không nói, nhưng tôi vẫn nói những cái lý do mà được quy định trong luật. Trước đây tôi có một cái vị khách hàng như thế này. Khi tôi tiếp nhận cái hồ sơ, tôi sao chụp hồ sơ vai trò với tư cách là người luật sư đi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, thì tôi khi mà tôi sao chụp cái hồ sơ thì tôi mới phát hiện trong cái hồ sơ đó, cái hồ sơ nó kéo dài khoảng hơn 10 năm quý vị và các bạn. Thì trước đây cái thẩm phán A đã thụ lý, thì thẩm phán A đó lúc tại thời điểm 10 năm trước thì thẩm phán A ở vai trò là thư ký. Thì hiện tại là cái thời điểm tôi sau chụp thì thẩm phán ở cái vai trò là thẩm phán thụ lý. Thì quý vị và các bạn biết không, thì sau khi phát hiện cái điểm nhỏ đó trong cái quy định của pháp luật, thì tôi có bỏ nhỏ cho thẩm phán rằng là trong trường hợp này thì quan điểm của tôi là như vậy, mình có cái gì đó không ổn trong cái vai trò mình ngồi hai vai, vừa là thư ký vừa là thẩm phán. Thì sau đó thẩm phán cũng có đề xuất với lãnh đạo và thay đổi thẩm phán. Trong cái video lần này thì tôi cũng lại lặp lại cho quý vị và các bạn, có nên trong trường hợp này có nên thay đổi thẩm phán. Trước đây thì đương sự của tôi là nguyên đơn trong các vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất. Cơ bản rằng là trước đây thì họ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Tuy nhiên vì lý do là hết thời hiệu khởi kiện cho nên họ rút lại. Thì và bây giờ thì xét thấy là thời hiệu còn tiếp tục thì họ bắt đầu cái cuộc gọi là khởi kiện tiếp. Thì khi xem vào cái nội dung thì tôi thấy rằng trước đây ông khách hàng ổng đã có một cái quyết định đình chỉ do nguyên đơn tự nguyện rút đơn và đã nhận bằng cái quyết định đình chỉ vụ kiện rồi. Tuy nhiên không hiểu là hiện tại do cũng có thể là do cái lượng án mà vào ở trong
cái phần này tương đối nhiều, và sau đó thì lại không có thể và lại quyết định phân cho cái ông A này thủ lý tiếp, cho thẩm phán A này thủ lý tiếp. Thì trong cái trường hợp mà trước đây thẩm phán A đã ban hành cái quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên cái tinh thần là nguyên đơn thủ lý, trên cái thần thần nguyên đơn rút đơn khởi kiện, còn hiện tại cũng là thẩm phán A này thủ lý nữa, thì chúng ta xem những cái quy định của pháp luật như thế nào nha. Thưa quý vị và các bạn, thì với cái trường hợp mà tôi đưa ra cho quý vị và các bạn, thì theo quy định của điều 53 của Bộ luật tố tụng dân sự thay đổi thẩm phán hội thẩm nhân dân, thẩm phán hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất là thuộc một trong những trường hợp quy định tại điều 52 của bộ luật này. Điều 52 là họ đồng thời là đương sự, người đại diện thân thích của đương sự, họ là tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Có căn cứ rõ ràng là họ không vô tư khi làm nhiệm vụ. Và cái điều thứ hai đó là họ cùng trong một cái hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau, ví dụ như bà con, chú bác, anh chị em gì đó. Cái thứ ba là tôi nói trong trường hợp này họ đã tham gia giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ việc dân sự và đã ra bản án sơ thẩm, bản án quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Đây là trường hợp mà tôi muốn đưa đến quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp trước đây thẩm phán A đã thụ lý vụ án và nguyên đơn tự nguyện rút đơn khởi kiện, và nay vì một lý do hồ sơ nhiều, hồ sơ như thế nào đó mà thẩm phán A lại tiếp tục, cái đối tượng khởi kiện vẫn là như vậy, nguyên đơn vẫn là như vậy, bị đơn vẫn là như vậy, thì tôi cho rằng với cái khoản 3 điều 53 thay đổi thẩm phán hội thẩm nhân dân thì thẩm phán A này sẽ trình với lãnh đạo, vì thẩm phán đã có cái quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái quan điểm cá nhân của luật sư trong trường hợp này. Tuy nhiên rằng là khi tham gia cái vụ kiện đó thì tùy theo cái quan điểm của thẩm phán thì họ có cái quyền là từ chối vụ này, vụ việc, thụ lý vụ việc, vụ án dân sự, cũng có thể là tiếp tục thụ lý vụ án dân sự. Thưa quý vị và các bạn, thì sắp tới thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn một cái nội dung tương tự như vậy. Và trước đây thì đã vi phạm tố tụng với lý do là họ đã tham gia cái vai trò là thư ký, sau đó thì họ lại tiếp tục tham gia ở vai trò là thẩm phán. Và tôi sẽ đọc cái bài báo đó cho quý vị và các bạn biết thêm, rõ thêm những cái quy định của pháp luật, đặc biệt là luật tố tụng dân sự năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong thì mỗi ngày một chút đưa cái kiến thức, đưa với những cái gì đó, một chút cái hiểu biết về kiến thức luật, mà đặc biệt về kiến thức về luật dân sự cho quý vị và các bạn, là đặc biệt chuyên sâu hơn trong cái lĩnh vực tố tụng tại tòa án. Nếu các anh chị em thẩm phán, nếu các anh chị em là luật sư và các thầy các cô có những cái quan điểm nào khác với những cái quy định của khác cái quan điểm của luật sư thì hãy cho tôi ý kiến. Tôi nói nha, quan điểm cá nhân của tôi trong trường hợp này, nếu thẩm phán A đã ban hành cái quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì theo khoản 3 của điều 53 thay đổi thẩm phán hội thẩm nhân dân thì thẩm phán A sẽ từ chối thụ lý vụ việc nếu trong trường hợp cái đối tượng của cái quan hệ tranh chấp nguyên đơn bị đơn là giống nhau.
Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn sẽ không thể qua mắt được những một số chuyên gia về những cái quy định của pháp luật về tố tụng. Tuy nhiên, tôi cũng mạnh dạn đi chuyên sâu vào nội dung để quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Tôi xin trân trọng cảm ơn.